Tôi cho ban xin chào tất cả anh em tín đồ đồ điện Nhật Bản. Ngày lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 rất là vất vả để phục vụ anh chị em, để tăng cường cái sức khỏe, cái chất lượng cuộc sống bằng cái máy điện trường. Nhưng mà vất vả, cái niềm vui này là cái vất vả này là niềm vui của Tuấn Japan. Được phục vụ anh chị em và chia sẻ những cái công nghệ cao của người Nhật. Không biết anh chị em có tinh ý không, chứ còn với Tuấn Japan là cũng người kỹ tính, nên những cái mình mua hàng ấy thì là mình phải tìm những nơi nào shop bán cái hàng này thật sự phải bán hàng tận tâm, tại vì những cái máy này ấy, nó không phải là đơn giản là những cái máy thông dụng thông thường, mà này, máy này là máy nó liên quan đến sức khỏe, thì mình phải tuyệt đối là tuân thủ theo cái tính zin xịn của nhà sản xuất. Mà nhà sản xuất đây là nước Nhật, là người ta có những cái rất là ngặt nghèo trong cái chuyện mà được phép, được Bộ Y tế Nhật Bản chứng thực là cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại nhà. Đấy. Rất là nhiều máy của Tuấn Japan thì mang về, có những cái máy thì có phụ kiện đầy đủ, những cái máy thì nó không có phụ kiện. Đấy. Thì bao giờ thế thì mình phải mang cho đồ đầy đủ phụ kiện, khi mà anh chị em mua thì bao giờ phụ kiện đầy đủ nhá. Đấy, Tuấn Japan này, bật nguồn này, và chọn điện trường nhẹ thì bên nút xanh này, mạnh thì nút vàng này. Khi mà những người mà mới sử dụng ấy thì khoảng 2-3 tuần đầu thì mình sử dụng mức điện trường nhẹ thôi, sau đó mình mới sử dụng mức điện trường mạnh. Đấy, bật nguồn, ba cái đèn này sáng là tôi hoạt động đó. Tuấn Japan tự tin cái sản phẩm mình về cái là mình test ngay. Đấy, Tuấn Japan rất nhiều là ấy rồi, những cái máy điện trường này. Tuấn Japan thì anh chị em thấy về cái thì là rất là nhiều, được nơi khắp mọi miền tổ quốc là Tuấn Japan đều là ship hết, miễn phí ship toàn quốc, và anh chị em đặt rất nhiều nên hàng về là hết, nhất là những cái máy đẹp đây này, đó, giá thành rất là tốt. Rất là vừa túi tiền của bà con, nên anh chị em rất là ủng hộ Tuấn Japan, yên tâm về khi sử dụng cái máy điện trường này. Máy điện trường làm sao? Nó làm tơi xốp máu, nó làm đào thải máu độc, đào thải máu xấu của mình ra ngoài, và nó từ dạng axit chuyển sang tính kiềm đó, và nó có những cái hỗ trợ chữa trị những bệnh kinh niên này, mất ngủ, đau đầu, tiền đình, vai gáy này, huyết áp thấp, huyết áp cao này, ngừa tắc động mạch đó, ngừa sốt huyết não. Đây, cái này là rất là quan trọng này trong cái thời buổi gọi là hậu Covid. Thì Tuấn Japan thì không biết là thấy rất nhiều người nói là một số anh chị em là cũng không phải tương đối nhiều đấy, to con mà bây giờ cứ máu nó cứ máu đông, không biết nguyên nhân là sao. Sau hậu Covid thế thì máu đông này rất nguy hiểm, là dẫn đến là xuất huyết não, gọi là ngừa tắc động mạch như này, là nó sẽ là làm cho mình đột quỵ đấy, nhồi máu não là do những cái máu tắc như này. Thế thì mình muốn phòng tránh cái đó thì anh chị em đầu tư một cái máy này, nó rất là hợp lý tiền, công nghệ cao của người Nhật. Máy mới bên Nhật đang bán với giá trên dưới 70 triệu đồng tiền Việt Nam cái máy này, mà bây giờ về Việt Nam thì Tuấn Japan bán là dưới 20 triệu đó, đầy đủ phụ kiện, lắp đặt tại nơi, ship tại nơi, bảo hành 2 năm. Đấy, thì anh chị em còn chần chừ gì nữa, khi mình chờ đến bệnh của mình với có bệnh rồi
mình với thuốc men đi bác sĩ, thì lúc đấy đôi khi là muộn đấy, đôi khi là muộn, nên anh chị em phải phòng ngừa đi. Tuấn Gia Ba nói thì anh chị em có sách mách có chứng rất là nhiều cái trường hợp là một cụ ông 88 58 8 tuổi thay thận một quả thận mất ngủ 40 năm mà khi dùng máy điện chưa cao áp nội địa Nhật Bản, bây giờ sau gần 3 tháng thì đã ngủ được và ăn ngon hơn, khỏe mạnh hơn và đi lên cầu thang nhà con, đi lên tầng tầng 3 đi bộ lên được và uống một hai chén rượu. Đó là cái niềm hạnh phúc của Tuấn Japan. Và có những cái người mà trong trong Vĩnh Long là ung thư phổi bệnh viện trả về hóa xạ trị rồi không được nữa rồi bệnh viện trả về, thế mà ngồi máy điện trường này hợp mà bây giờ vẫn đang sống đến thời điểm này Tuấn Japan lên sóng là vẫn bạn ấy vẫn vẫn sống khỏe sống mạnh. Đó. Có những trường hợp mà làm sao chồng bị trầm cảm mất ngủ không nói chuyện với vợ không nói chuyện với anh chị em bạn bè ngại giao tiếp, đến bây giờ sau khi ngồi máy điện trường ăn ngon ngủ yên giao tiếp bình thường, và rất 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 nhiều những cái bệnh nhân ví dụ vẩy lên a sừng rồi là mình ngồi này nữa, không vì là không những là những cái bệnh tật nó giảm thiểu và hết, còn nó làm đẹp trẻ hóa cho cơ thể mình từ nam đến nữ. Đó, những cái da chết của mình, những cái á sừng của mình, những cái lốt chân trai của mình nó tự mềm tự gọi là mình kỳ nó ra như cái ghét nó mủn ra, và sau đó những cái da đó nó mềm mại ra. Đó thì Tuấn Gia Ban đấy là một cái hồi sinh, một cái tái tạo cái những cái gọi tế bào mới, mình làm tươi trẻ con người mình ra. Thế thì anh chị em có lên chốt không? Tuấn Gia Ban nghĩ là phải chốt nhanh để làm sao mình cho sức khỏe mình chính mình, tiền là quan trọng nhưng không phải tất cả. Đó. Sức khỏe mình với là tất cả. Anh chị em liên hệ với Tuấn Gia Ban để được tư vấn kỹ hơn theo số điện thoại 0929 75 6868 và 091 332 0644, kết bạn Zalo. Và anh em nhớ là chịu khó là liên hệ theo số điện thoại của Tuấn Gia Ban ghi trên màn hình, chứ không anh chị em Tuấn Gia Ban thì thấy mọi một số nơi người ta làm ăn không tốt thì thấy Tuấn Gia Ban có những cái rất là nhiều máy móc người ta lấy hình và người ta đưa lên một số điện thoại khác vào, thì anh chị em không biết, anh chị em cứ gọi theo số đấy thế là anh chị em bị lừa, nhưng mà không phải Tuấn Gia Ban, không phải Tuấn Gia Ban đó. Nhà Tuấn Gia Ban đây là B7 ngõ 222 đường Lê Duẩn, quận Đa, thành phố Hà Nội. Đấy, cơ sở mà số Tuấn Gia Ban là số 6 Phú Nhạc, và Tuấn Gia Ban trên toàn quốc có 3 cái điểm cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Điện Biên Phủ, thì là đang để cho mọi người ngồi miễn phí, thì anh em hãy liên hệ với Tuấn Gia Ban để biết cụ thể. Đấy, anh em nhớ được cái kênh like chia sẻ giúp Tuấn Gia Ban để lan tỏa cái sản phẩm cao cấp này của người Nhật này để tới những khách hàng mà bạn bè mình, những người đang bị bệnh theo những chứng bệnh đây đó, mà để phòng ngừa được giảm thiểu và khỏi mà không phải uống thuốc. Xin chào tất cả anh em, hẹn gặp lại.